cho bà con nơi đây gia đình hạnh phúc, trên thượng dưới hòa, bà con được ấm no, mùa màng thịnh vượng. Những nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng cho toàn thể bà con gần xa thấm nhuần mưa pháp, và cầu nguyện cho Phật tử trong vòng qua sang Việt tinh tấn tu hành để đủ duyên đủ phước để làm tất cả những công tác từ thiện tiếp theo. Những nguyện mười phương chư Phật chúng tôi, những nguyện mười phương chư Phật. Có duyên lành được thầy giới thiệu là đến đây xây tiếp tục cái cầu thứ tư, là vì năm ngoái chúng tôi đã xây được hai cái cầu ở bên cầu Trơm, ấp Hòa Thạnh và Lương, thì hôm nay là chúng ta hôm đầu năm giờ là có xây một cái cầu thứ ba ở bên xã Hưng Phong này, ấp ba xã Hưng Phong, cái cầu này là cầu thứ tư. Thì hôm nay một buổi đại diện cho hội cảm ơn tất cả những mạnh thường quân ở trong nước cũng như ngoài nước đã chung tay góp sức, và những anh chị em thiện nguyện ở đây cũng chung tay góp sức với nhau để mà đến đây xây dựng cái cầu thứ tư này, mong cho bà con ở đây có cái cầu đi lại không có bị té lọt mương nữa và đường đi qua lại dễ dàng, và cũng xin chúc bà con ở đây có được cuộc sống ngày càng mạnh khỏe và tốt đẹp hơn. Xin hết ạ. Kính thưa thầy Đại Đức Thích Minh Tâm, kính thưa các cô, các chị, các anh trong cái đoàn từ thiện của Hoa Sen Việt, thì vừa qua thì được cái sự hỗ trợ của cái nhóm Hoa Sen Việt đã hỗ trợ cho tổ dân tự quản số 6 ấp 3 đã vừa khởi công và xây dựng hoàn thành một cái cây cầu, thì hôm nay tiếp tục được cái sự hỗ trợ của Hoa Sen Việt, thì cái niềm vui của người dân là tổ 6 ấp 3 này phải nói là được nhân lên gấp đôi, bởi vì vừa hoàn thành được một cây cầu và tiếp theo đón nhận thêm một cái cây cầu nữa, và cái cây cầu này thì hôm nay là chúng ta khởi công cái cây cầu này, thì cũng có rất là đông đủ bà con ở thôn tổ này cũng đến dự để mà tiếp là nhận thêm một cái niềm vui nữa. Thì về phía các bộ địa phương thì trong thời gian qua thì phải nói rằng đó là cái công tác mà để mà thực hiện vận động xây dựng giao thông nông thôn, đặc biệt là xây dựng cầu đường trên địa bàn xã Hưng Phong thì cũng rất là nỗ lực để thực hiện, nhằm để cũng đảm bảo cho người dân của xã Hưng Phong chúng ta đi lại nó được thuận tiện, đặc biệt là người già và trẻ em là đi lại trong những cái mùa mưa và những cái tháng mà triều cường dâng cao thì nó được an toàn hơn. Thì sự nỗ lực đó thì mặc dù địa phương là cũng rất cố gắng, nhưng mà vẫn còn là những cái khó khăn là cái nguồn lực địa phương thì nói chung là không có, và địa phương cũng là kêu gọi tất cả các cái con em của người dân của địa phương đang làm việc tại là các cái cơ quan ban ngành, rồi các cái xí nghiệp công ty trong và ngoài tỉnh cũng để hỗ trợ cho địa phương, nhưng mà nói chung là cũng có hạn. Thì qua cái đầu mối là cái giới thiệu của thầy Đại Đức Thích Minh Tâm, thì được nhóm Hoa Sen Việt của mình vì đó là để hỗ trợ cho người dân đây, thì phải nói rằng là địa phương cũng vô cùng là cảm ơn và ghi nhận những cái tấm lòng của quý đơn vị tài trợ đã đến để giúp đỡ cho cái người dân xã Hưng Phong giảm bớt những cái khó khăn trong cái thời gian qua. Thì hôm nay khởi công cái cây cầu này thì là dưới cái góc độ địa phương là lãnh đạo địa phương, thì chúng tôi cũng là xin hứa là sẽ quan tâm theo dõi xuyên suốt trong cái quá trình mà thực hiện để xây dựng cái cây cầu này, đồng thời đối với người dân ở tổ dân tự quản số 6 này thì là các cô các anh các chú thì cũng hỗ trợ thêm một phần nào đó về công sức cũng như là vật chất để mà chúng ta cho cây cầu này nó được là hoàn thành và nó được thêm là cái phần chắc chắn hơn trong cái thời gian tới, đồng thời là cũng để sử dụng nó có thời gian là lâu dài hơn. Về phía đơn vị thi công thì cũng đề nghị là ngay phía đơn vị thi công cũng tích cực để mà chúng ta là thực hiện xây dựng cái cây cầu này để cái thời gian hoàn thành của chúng ta là theo đúng như
là cái thời gian mà của đơn vị thầy tự đã yêu cầu đề ra đối với lãnh đạo chính quyền địa phương. Thì cuối cùng thì cũng xin gửi lời chúc quý đơn vị thầy tự, các quý vị đại biểu tham dự trong cái lễ khai công hôm nay được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực công tác cũng như là trong cái hoạt động của mình. Xin hết. Còn đến với cái lễ khởi công cái cầu thứ hai này, như cái sự trình bày của cô Phụng đại diện cho cái nhóm Hoa Sen Việt hồi nãy giờ, chúng ta cũng có nghe nhiều là cái sự thiết tha và cái lòng mong muốn của người dân ở địa phương này rất cao, được sự đáp lại của cô Phụng đại diện cho nhóm Hoa Sen Việt, đặc biệt là cái dẫn lời của thầy Đại Đức Thích Minh Tâm mà chúng ta hôm nay có hai cái cầu tọa lạc tại tổ 63 này vô cùng quý báu và to lớn. Như vậy với cái niềm vui đó, chắc có lẽ là bà con ở đây cũng có nhiều cái vấn đề phấn khởi, và để sự thể hiện cái sự phấn khởi của mình, chúng tôi cũng muốn nghe một vài ý kiến phát biểu của bà con ở tại khu vực này phát biểu nhân cái lễ khởi công cây cầu ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời. Cũng nhân dịp hôm rồi qua chương trình để tài trợ cho tổ 6 hai cây cầu, thì tôi đây cũng người dân của tổ 6 thì xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ để qua chương việc để giúp cho bà con ở đây đi lại cho dễ dàng. Thì biết nói gì hơn thì tôi cũng đại diện cho cái tổ 6 là bên dân, thì bây giờ cũng rất là cảm ơn để rồi sau nữa là mới chúc mừng cho nhà tài trợ qua chương việc cũng mạnh khỏe. Sau này có cái cây cầu nào nữa thì có giúp được thì rất cảm ơn nhiều. Chúng tôi cũng xin cảm ơn cái lời phát biểu chân tình của đại diện của bà con ở khu vực này. Nay cũng như hội khoa Hoa Sen Việt để tài trợ cho hai cây cầu ở Hưng Phong. Tôi đây người dân cũng hết lòng cảm ơn nhà tài trợ Hoa Sen Việt, là chúc là mạnh khỏe và nhiều sức khỏe và hạnh phúc.